Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh nghiệp Cần Thơ bên em và số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là nhắn tin qua số điện thoại và gọi trực tiếp cho em đều được ha. Và shop sẽ miễn ship video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là một chiếc ba lô giá thật 100% và màu này là màu nâu sô cô la. Phía trên nắp là phối da lương thì rất là phong thủy và mình xách tay và mình đeo ba lô rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao 32 và bề dày là 11. Để mình xách tay và mình đeo ba lô, dây đeo ba lô chất liệu là da. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp ha, và một cái nút khách 500 ở đây, và thương hiệu Lavi Sunny khách 500 đây, có một cái khóa kéo miệng đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn đây là bự nhất ha. Một ngăn đây bự nhất và có một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Lavisani, và đây là miếng tách da, da thật, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và hai ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp hết. Để mình kéo lại như thế này. Rất là xinh xắn ha, da lương phối với da thật. Dây đeo là full da hết, phía sau còn có một ngăn nhỏ nữa ha. Xách tay và đeo ba lô rất là đẹp. Có thương hiệu. Lên nhập shop một mã là 3428 690k, 428 690. Và một chiếc túi đeo chéo da thật 100%. Chiếc túi này thì sẽ có một cái nắp là nguyên một cái tấm da ha, full da hết. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao 28 và cái bề dày là 14. Để mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là da. Sẽ có một ngăn đây lót sạch đẹp ha, và một ngăn đây là sạch đẹp hết. Một khóa kéo miệng đây, thương hiệu là dập nổi đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây và ở đây, và hai ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3205 390 3205 390. Và một chiếc túi đeo chéo rất là xinh xắn, da thật toàn bộ ha, dạng bút két, bút miệng và dây đeo rất là sáng ha, độ mới khoảng 80 đến 85% xinh xắn. Kích thước bề ngang là 17, chiều cao 16 ha, và bề dày là 12. Và ở đây thì khoen khóa ở đây sẽ có một cái hạt đính hạt ở đây ha, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại và ví tiền. Ở đây một khóa kéo miệng và đây là miếng tách da ha, da thật toàn bộ, bút két, cúc miệng để mình đeo chéo rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã là 3177 ha, 209, 3177 209. Và một chiếc ba lô da thật 100% và độ mở khoảng 80%. Sẽ có hai nắp phía trước ha, dây đeo là full da, dạng bút két, gút miệng. Kích thước của chiếc ba lô này, bề ngang là 30, chiều cao 30 và bề dày là 14. Sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, và một khóa kéo miệng đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha. Và xách tay và đeo ba lô, và sẽ có một ngăn nhỏ đây và dạng gút miệng như thế này, thì bên trong
bên trong lót vải và một cái khóa chống miệng ở đây. Lót và step hết, da thật toàn bộ hết. Để mình cho ba lô rất là ok. Và đây, để mình gài vô như thế này, chắc chắn ha. Lên dùm shop một mã 2531 ha, 509. 2531 509 và một chiếc túi sắp tay và đeo vai thương hiệu Square của Ý. Kích thước bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao là 23 và bề dày là 9. Để mình đeo vai thương hiệu Square của Ý và sẽ có một khóa cáo miệng đây và một cái khóa cáo miệng đây. Độ mới khoảng 80% ha. Bên trong dập hiệu thương hiệu Square của Ý, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Square và nó sẽ không có mấy keng ha, nó sẽ bị oxy hóa một chút xíu nhưng mà mình nhìn vô nó vẫn là vàng ươm sáng bóng. Thương hiệu Square của Ý, lên dùm shop một mã là 3268 309, 3268 309. Và cái đến đó là một chiếc túi sắp tay có hai túi phía trước ha, rất là đẹp, form rất là xinh xắn và độ mới khoảng 80-85%. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 35, chiều cao là 16 và bề dày là 16. Để mình xách tay như hai rất là xinh xắn. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong lót vải sập đẹp và một cái nắp ở đây và một cái nắp ở đây, hai cái nắp ở đây và một nắp ở đây nữa ha, rất là nhiều nắp, hết 500 để mình lựa chọn mình để đồ. Và một ngăn ở đây khóa kéo miệng và một khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây là sập đẹp hết ha. Bên trong là lót sập đẹp dập hiệu thương hiệu, sách tay như thế này rất là xinh xắn. Lên nhịp shop mã là 3217 309, 3217 309. Và một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, màu này là màu vàng. Kích thước bề ngang là 22, chiều cao 15 và bề dày là 10. Để mình đeo chéo rất là đẹp ha, thương hiệu dụp nổi đây. Và đây là da thật 100%. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Đây là miếng tách da. Sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một và ngăn ở đây. Mình đựng vừa tất cả các dòng điện thoại ha và ví tiền. Một khóa cáo miệng đây, đây là miếng tách da, da thật. Và một ngăn đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 3222 309, 3222 209. Và một chiếc túi bao tử ha, da thật 100%. Màu này là màu nâu sô cô la. Kích thước bề ngang, bề ngang là 17, chiều cao là 24 và bề dày là 7. Để mình đeo trước bụng rất là ok, da thật toàn bộ ha. Sẽ có một khóa kéo miệng đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn đây hết 500 và một ngăn đây là bự nhất. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn đây sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây nữa, lót sạch đẹp có một cái khóa kéo miệng ở đây. Da thật toàn bộ ha. Đây dây đeo là da. Lên dùm shop mã là 3401 ha, 509, 3401 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay rất là bự ha, da thật 100%,
Màu này là màu xanh. Độ bởi khoảng 80%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 40. Chiều cao 34 và bề dày là 21. Để mình xách tay như thế này và mình đeo vai. Da thật đồng bộ. Dây đeo là da. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp. Một khóa kéo miệng ở đây. Lớp vải sạch đẹp hết. Và hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Da thật. Và đây là miếng tách da. Da thật 100%. Xách tay và mình đeo vai đều được ha. Lên dùm shop một mã là 2763 490k. Anh em mình tầm đựng tầm 3-4 bộ đồ ha. Da rất là dày, độ mới còn khá là cao, 80% đến 85%. Và một chiếc túi đeo trước bụng ha, màu nâu sô cô la. Da thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 22, chiều cao 27 và bề dày. Bề dày là 5. Đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong đó quả sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây. Và đây để mình đeo trước bụng rất là ok. Và một ngăn ở đây. Đó quả sạch đẹp. Có một ngăn nhỏ ở đây. Và một khóa kéo miệng ở đây. Đây là miếng tét da. Da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã 3358 ha, 509, 3358, 509. Và kế đến đó là một chiếc ba lô có thương hiệu dập nổi ở đây. Da thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 29, chiều cao 32 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này và mình đeo ba lô rất là đẹp. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây và một ngăn đây. Và để mình xách tay và mình đeo ba lô, dây đeo rất là đẹp ha. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, hai ngăn nhỏ ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và thương hiệu dập nổi ở đây. Đầu mối khoảng 80%. Full da hết. Da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 3444 ha, 509. 3444, 509. Và một chiếc túi xách tay màu hồng rất là đẹp. Da thật 100%. Form này là form hến. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 36, chiều cao. Chiều cao là 27 và bề dày là 13. Để mình xách tay và mình đeo vai rất là đẹp ha. Màu hồng. Sẽ có một ngăn ở đây. Bên trong là lót vải nhung và da bò hạt. Da rất là đẹp. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong lót vải sạch đẹp. Vải nhung ha. Chiếc túi này còn khá là mới, độ mới khoảng 80-85%. Phơm hến. Da dày dặn, đẹp. Lên dùm shop một mã là 2747 ha, 309. Hôm nay shop giảm còn 300 ha. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo kéo. Đeo trước bụng ha, da bò sáp, rất là bụi ha. Da thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 15, chiều cao 31 và bề dày là 6. Để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và một cái nút để mình gài lại hết 500 như thế này. Một ngăn đây, hết 500 và một ngăn đây. Lót vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp. Da thật toàn bộ. Và phía sau có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết.
tên dùm shop một mã là 3343 509 và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, kích thước bề ngang là 23, chiều cao 20 và bề dày là 10, đeo chéo rất là ok, da thật toàn bộ ha. Sẽ có một cái khóa cá quẹn ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, dây đeo chất liệu là da. Sẽ có một cái để mình gài vào đây, đó, rất là đẹp. Và một khóa kéo mạng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, có một cái khóa kéo mạng đây, thật đẹp hết, da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3273 309. Và một chiếc túi xách tay da thật 100%, này mình có thể đựng khoảng 4 bộ đồ để mình đi làm, rất ok ha. Kích thước bề ngang, là 37, chiều cao 30 và bề dày là 13, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây hết 500, và một khóa kéo miệng ở đây, lót và sạch đẹp hết ha. Và một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 3337 ha, 509. Và kế đến đó là một chiếc cặp màu xanh có thương hiệu Lato Speed, da thật toàn bộ ha, màu xanh rất là đẹp. Kích thước của chiếc cặp này, bề ngang là 38, chiều cao là 27 và bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có thương hiệu ở đây, và một ngăn đây lót vải sạch đẹp hết 500, và một khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, dập hiệu thương hiệu bên trong, thương hiệu dập nổi đây, và hai ngăn đây, và một cái khóa kéo miệng đây, lót dập hiệu thương hiệu. Lên dùm shop một mã là 3283 409. Và kế đến đó là một chiếc bao tử có thương hiệu Boston Ten, da thật 100%, kích thước bề ngang là 15, chiều cao 29 và bề dày là 6, để mình đeo trước bụng ha, rất là ok. Sẽ có thương hiệu Boston Ten đẹp nổi đây, và một khóa kéo miệng đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây, lót bên trong lót vải, một ngăn nhỏ đây, và thương hiệu Boston Ten dẹp nổi đây, và có một cái khóa kéo miệng đây, thật đẹp, da thật toàn bộ hết ha. Thương hiệu Boston Ten, lên dùm shop một mã là 3368 509. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn xinh xắn, da thật 100%, kích thước bề ngang 13, chiều cao 15 và bề dày là 6, đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, lót vải sạch đẹp hết, da thật toàn bộ ha. Dây đeo chất liệu vải dù chắc chắn. Lên dùm shop mã là 3267 ha, 3267 309. Và kế đến đó là một chiếc bao tử ha,
da thật 100%, kích thước bề ngang, bề ngang là 18, chiều cao là 30 và bề dày là 10. Để mình cho trước cùng rất là ok, sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp hết ha, có một cái khóa kéo miệng đây và một ngăn nhỏ đây, sạch đẹp, da thật toàn bộ. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên dịp shop mã là 3402 509, có thương hiệu ha, thương hiệu Rusa. Và cái đến đó là một chiếc cặp da mộc màu xám, da này rất là đẹp luôn, và thương hiệu Lotus. Sắp rất là sang, kích thước bề ngang là 37, chiều cao 27 và bề dày là 6. Để mình sắp tay và mình đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một nút khách 500, hai ngăn nhỏ và thương hiệu dẹp nổi đây. Và mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một cái khóa kéo miệng và một ngăn đây. Và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ đây, ở đây đựng bút đựng viết. Xách tay và đeo chéo rất là đẹp ha. Lên dùm shop một mã 2461 509, hôm nay shop giảm còn 390 ha, 2461 390. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, màu đỏ rất là đẹp ha. Dây đeo xích kết hợp với da, kích thước bề ngang, bề ngang là 16, chiều cao 16 và bề dày là 8. Để mình đeo chéo ha. Và ở đây sẽ có một nút để mình mở ra như thế này. Thì bên trong sẽ có một cái khóa kéo miệng, một ngăn đây, một ngăn đây. Đây là da ha, miếng chất da, da thật. Và mình kéo lại như thế này, rất là ok. Và có một cái nút như thế này. Và phía sau có một cái khóa kéo miệng, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dây xích ha. Lên dùng shop một mã là 3276 309, 3276 309. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu xám, da thật 100%, kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao 20 và bề dày là 10. Để mình xách tay rất là đẹp ha, màu xám, phía trước dập những cái hình. Và sẽ có một ngăn đây hết 500 và một ngăn đây hết 500, hai ngăn xách tay. Và phía sau sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, lót bên trong là lót vải và một ngăn ở đây, sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây và một khóa kéo miệng đây, lót vải sạch đẹp hết, da thật toàn bộ, da đầy dặn và chắc chắn, độ mới 80-85%. Lên dùm shop một mã là 3188-309, 3188-309. Và cái đến đó là một chiếc túi mình có thể mình vừa xách tay và vừa đi chéo được ha, da thật 100%, kích thước bề ngang, bề ngang là 23, chiều cao 16 và bề dày là 10.
da thật ha, da thật toàn bộ có thương hiệu Scott. Và sẽ có một quả cá mẹ ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một nút phát 500 ở đây, bên trong lót vải có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu Scott London, phát 500 rất là chắc, có một cái khớp ha, cái khớp gài cái 500 này lại, cho nên cái túi này rất là chắc ha, đựng vừa tất cả dòng điện thoại, điều chiếu, lên nhịp xếp mã là 3210 390 3210 390. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu Osmos, da thật 100%, kích thước bề ngang là 36, chiều cao 30 và bề dày là 12. Xách tay và đeo chéo đều được. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa cá miệng ở phía sau. Lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu và khoen khóa dập hiệu thương hiệu. Hết ha. Và một ngăn ở đây. Hai ngăn nhỏ ở đây. Và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ha. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 3294 409. Và một chiếc cặp, một chiếc ba lô dập vân 6, thương hiệu Sidley, giá thật 100%, kích thước bề ngang 30, chiều cao là 34 và bề dày là 12, để mình xách tay và mình đeo ba lô. Dây đeo ba lô chất liệu là da, xách tay và đeo ba lô rất là đẹp ha, thương hiệu Sidley dập nổi đây. Và đây sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, một ngăn đây thương hiệu Sidley và một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết. Và hai ngăn ở đây là sạch đẹp, da là da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 3430 690, 3430 690. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang là 37, chiều cao 27 và bề dày là 13, để mình xách tay như thế này, màu đen, da rất là đẹp ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong màu lót vải sạch đẹp và một hút khách 500 đây, có hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp hết và một cái khóa kéo miệng ở đây. Và đây là miếng test da ha, da thật toàn bộ, da cực kỳ dày ha, cho nên mình yên tâm xài chiếc túi này, rất là bền và độ mới cũng còn khá là cao, 80-85%, màu đen. Lên dùm shop một mã là 2756 390, 2756 390. Và một chiếc ba lô màu xanh, da cực kỳ dày, da thật 100% ha, và có thương hiệu dập nổi đây. Kích thước của chiếc ba lô, bề ngang là 34, chiều cao là 35 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này và mình đeo ba lô, dây đeo ba lô chất liệu là vải bố chắc chắn. Và điều đặc biệt
của chiếc túi này là da rất là dày, và do khi về kiện thì nó sẽ có những cái vết lon lon như thế này, lon lon của chiếc túi như thế này. Này, chiếc túi màu xanh và một thương hiệu này, đây có những cái vết lon và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha, có một cái khóa kéo miệng ở đây và thương hiệu Bowland và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn đây sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 3456 590. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo đều được hết ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.